Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube LB World Vlog. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về giá trị dinh dưỡng của nucleotide trong thức ăn thủy sản. Để tiện cho việc theo dõi những cái trang YouTube trong thời gian tới, các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của tôi ở kênh LB World Vlog và các bạn nhấn vào biểu tượng hình chuông ở phía bên góc bên tay phải ở phía bên dưới để có thể nhận thêm được những cái thông báo mỗi khi mà kênh phát đi những cái video về chủ đề về dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi. Như các bạn đã biết, nucleotide là một trong những cái thành phần quan trọng trong thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Như vậy, nucleotide là gì? Nucleotide là thành phần chính của ADN và ARN. Nó là vật chất di truyền của sinh vật sống, nằm trong trung tâm tế bào đơn và là thành phần căn bản đặc biệt cần thiết trong giai đoạn tăng trưởng, nhất là giai đoạn kích thích phân chia tế bào. Về nucleotide trong tế bào thì gồm có 5 dạng là IMB, GMB, AMB, UMB và CMB, hay thường ở trong sinh học mà chúng ta thường gọi đó là AIUGC. Nucleotide là thành phần bán thiết yếu vì nó có trong cơ thể và hình thành thông qua quá trình tổng hợp ban đầu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc cung cấp nucleotide từ bên ngoài thì rất là cần thiết trong cái điều kiện là bệnh tật, bị stress hay là giai đoạn phát triển của thú non. Vậy nucleotide là gì trong nguyên liệu thực phẩm và trong thức ăn gia súc? Nucleotide là thành phần của chromosome trong nhân tế bào. Thì như chúng ta đã biết, để hiểu rõ thêm về cái nucleotide, chúng ta sẽ phải tìm hiểu từng tự qua những cái dạng cấu trúc của nucleotide. Đầu tiên chúng ta nói đến là nucleoside. Nucleoside đây là một cái đơn vị của base, và nucleotide nó gồm có một cái nhân đường và cộng thêm một cái gốc ba. Đây là một cái nucleoside, đây là đường cộng với lại gốc ba. Tiếp đến, định nghĩa về nucleotide. Nucleotide bao gồm nucleoside với gốc axit phosphoric, đây là nucleoside cộng với lại cái gốc phosphate của axit phosphoric, hay còn gọi là đường cộng gốc base cộng gốc phosphate, và axit nucleic đây là cái chuỗi polymer của nucleotide bao gồm nhiều loại nucleic cộng lại với nhau. Thì nhiều chuỗi nucleic acid thì chúng ta sẽ tạo thêm được tế bào. Như vậy thì ở những cái góc đường hay đường thì chúng ta có đường ribo và đường deoxyribo. Những cái góc ba ví dụ như chúng ta có là cytokine, timin, uridine, adenine, guanine hay là hypoxanthine. Về gốc phosphat thì khi mà chúng ta cộng vào gốc phosphat thì nó có những cái dạng như là một phosphat được gọi là mono phosphat, hai là chúng ta gọi là đi phosphat, hay là tri là ba phosphat. Thì RNA còn gọi là ribonucleic, đây là một cái dạng thiết yếu để tổng hợp lên đạm, và DNA là deoxyribose acid nucleic, nên là thiết yếu để phân chia tế bào bằng cách sao chép cái vật liệu di truyền. Thì chúng ta sẽ nói về qua các dạng nucleotide. Cái dạng nucleotide thì sự khác nhau của các cấu trúc nucleotide nó phụ thuộc vào số lượng các phosphat, dạng đường và các gốc base. Ở đây là số lượng khác nhau về các phosphat, ví dụ như chúng ta có cái số lượng là 1, 2, 3 hay là mono D3. Về dạng đường thì dạng đường chúng ta có dạng là đường ribose hay còn gọi như là RNA, deoxyribo là DNA. Và những cái gốc ba thì chúng ta có một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại. Sáu loại ba là ví dụ hypoxanthine thì nó sẽ tạo ra cái gốc nucleoside, đó là inosine. Adenine tạo thành adenosine, guanine thì guanosine, cytosine còn gọi là cytidine, uracil hay là uridine và timin hay là timidine. Thì tùy vào cái dạng nucleotide có các gốc ba rồi khác nhau thì chúng ta có những cái cấu trúc, ví dụ như là nucleotide có nhân purine. Nhân purine thì gồm có hai vòng nhân, đây chúng ta đây là hai vòng nhân, thì đây là những cái nucleotide gọi là hypoxanthine, adenine và guanine.
mà chúng ta còn gọi là nucleotide nhân purin. Và cũng có một cái dạng khác đó là nucleotide nhân pyrimidine. Nhân pyrimidine thì là chỉ có một cái vòng nhân giống như là dòng benzene thôi, thì bao gồm những cái loại nucleoside ví dụ như là cytosine, uracil hay là timin. Thì đây là những cái gốc base, nó sẽ tạo ra những cái nucleoside khác nhau. Thì về sự khác nhau của nguồn gốc phân tử carbon và nitơ á, thì nó tạo ra ví dụ như là nhân purin thì gồm có các axit amin là ví dụ như là histidine, glycine, glutamine. Còn nhân pyrimidine thì là axit aspartate, carbamine, phosphate. Như chúng ta đã biết thì cái chu trình phân chia tế bào có liên quan đến nucleotide. Đầu tiên thì để phân chia tế bào thì đây là giai đoạn tự phân chia tế bào, thì là sao chép DNA. Tiếp theo đó là giai đoạn phân bào thì các tế bào sẽ được phân tách ra thành những cái tế bào mới. Thì sự phân bào nhanh thì nó làm gia tăng cái việc mà tổng hợp RNA và sao chép DNA. Nucleotide đóng vai trò tổng hợp nên RNA, nó tái tạo mô tế bào mới và liên quan đến cái sự suy dinh dưỡng của trong cái tế bào nếu mà chúng ta không cung cấp đủ nucleotide. Về sự sao chép DNA trong giai đoạn tự phân chia tế bào á, thì của chu trình phân chia tế bào á, thì trong quá trình đó thì có sự gia tăng enzyme liên quan đến tổng hợp cái nhân purin và nhân pyrimidine. Chính vì vậy mà nó làm gia tăng nhu cầu nucleotide trong quá trình phân chia tế bào ở giai đoạn thú non nè, rồi trong quá trình chưa phân bào hay là bị stress. Stress có liên quan tới ví dụ như với vết thương, nó tổn thương thì gây chữa lành vết thương, hay là những cái dấu hiệu bệnh tật thì con thú nó cũng bị stress, nó cần nhiều nucleotide. Và gần đây thì những cái khái niệm về khẩu phần dinh dưỡng đạm thấp, sử dụng nhiều cái nguồn đạm thực vật, nó gây ra thiếu hụt nucleotide trong cái khẩu phần dinh dưỡng. Thì để chúng ta hiểu được cái tốc độ tăng trưởng của các loài, chúng ta có thể xét qua ví dụ như ở đây là con người, ví dụ như là trẻ em lúc mới sinh ra là khoảng 3 kg, mà để đạt được một cái giai đoạn trưởng thành là chúng ta mất khoảng 20 năm, nó tương đương với lại 7.300 ngày. Thì khi người trưởng thành nặng khoảng 60 kg thì cái trọng lượng lúc mà trưởng thành nó gấp 20 lần so với lại trọng lượng lúc mà là chúng ta còn em bé. Tiếp theo là chúng ta xét đến cái con heo. Con heo đầu tiên là heo mới đẻ ra thì khoảng 1,2 kg, và nuôi khoảng 6 tháng tương đương với 180 ngày thì trọng lượng heo sức chuồng chúng ta có thể lên quanh ở 110 kg. Vậy là trọng lượng sức chuồng, trọng lượng trưởng thành so với lại cái trọng lượng lúc mới đẻ là gấp 92 lần. Ở gà cũng tương tự là 82,5 lần. Ở con cá, đặc biệt là con cá cha lúc mới sinh ra cái trọng lượng nó rất là nhỏ, có 0,00005 kg, và nuôi 6 tháng sau, 180 ngày thì nặng khoảng 1,5 kg. Như vậy thì cái trọng lượng lúc trưởng thành nó bằng 300.000 lần so với lại trọng lượng con cá lúc mới nở. Thì chúng thấy được tốc độ tăng trưởng của các loài vật khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nucleotide khác nhau. Đặc biệt là những con vật mà có tốc độ tăng trưởng cao, ví dụ như là trên cá nè, trên heo, trên gà nè, đây là những cái loài động vật mà có nhu cầu nucleotide rất là cao để cho quá trình sinh trưởng. Thế đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự chuyển hóa nucleotide trong vấn đề là ví dụ tiêu hóa nucleotide thế nào, hấp thu nucleotide ra sao, và tích trữ cái nucleotide ở trong cơ hoặc là gan như thế nào. Thì đầu tiên nucleotide được tiêu hóa ở dạng như là nucleoprotein. Nucleoprotein thì thường chúng ta thấy nhiều là nó nằm ở dưới dạng là nấm men, hay là cái nguồn nucleotide đến từ cái thức ăn mà chúng ta cung cấp vào. Thì nucleoprotein sau khi được phỉ phân bởi protein sẽ tạo thành axit nucleic. Axit nucleic được phỉ phân tiếp bởi các nuclease tạo thành là mono đi hoặc là trinucleotide. Đến đây thì nó có khả năng hấp thu được ở trong nội bào và bắt đầu chuyển đổi hấp thu. Tiếp theo nữa là từ nucleotide chuyển thành nucleoside và hấp thu tốt ở trong nội bào.
Ở mức này thì ở cấp độ là khả năng hấp thu từ quá trình tiêu hóa sang hấp thu ở trong đại bào là đạt được khoảng 90%, và từ nucleoside chuyển thành các nhóm nucleotide của có nhân purin và pyrimidine thì hấp thu hoàn toàn 100%. Ở trong nội bào thì có cái sự hấp thu thuận nghịch chuyển hóa từ pyrimidine và purin sang nucleoside và thành nucleotide và đảo thuận nghịch lại như vậy. Sau đó thì nó hấp thu qua tĩnh mạch và hấp thu qua gan và đi vào hệ thống tuần hoàn thì nó tích tụ ở trong cơ còn lại khoảng 2 đến 5%. Như vậy thì cái việc mà hấp thu nucleotide nó phụ thuộc chủ yếu vào cái việc mà tiêu hóa nucleotide ở đây. Thì ở đây chúng ta biết được là tùy vào những cái loại nguyên liệu khác nhau mà chúng ta có thể có một cái sự hấp thu nucleotide khác nhau, đặc biệt là nếu mà chúng ta muốn mà cung cấp cái khẩu phần mà có độ hữu dụng cao của nucleotide thì chúng ta nên cung cấp nucleotide ở dạng là nucleoside và dạng là nucleotide mà có nhân purin và pyrimidine. Thì chúng ta thấy được là có một cái nghiên cứu, người ta nghiên cứu là và kết luận ra rằng là nucleotide tinh chế thì có hiệu quả hấp thu cao hơn so với lại nucleotide có nguồn gốc từ nấm men. Đây là cái cơ chế mà chúng ta biết được là nucleotide thì nó có trong thức ăn nè, nó được hấp thu qua thành tế bào đường ruột trước khi nó trở nên hữu dụng trong cơ thể. Một phần nucleotide trong thức ăn thì được chuyển hóa bằng enzyme, nó thúc đẩy quá trình hấp thu vào máu qua màng tế bào đường ruột. Tuy nhiên là cái sự tái sử dụng nucleotide trong tế bào đường ruột thì nó sử dụng ít năng lượng hơn so với là quá trình tổng hợp mới. Hơn nữa là nucleic acid đó, trong nguyên liệu thực phẩm hay là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ví dụ như là ngũ cốc hay là nấm men, thì nó được bảo vệ bởi cái sự kết dính đặc biệt ở trong cái thành phần đạm á, và nó chỉ có thể giải phóng ra bên ngoài khoảng 30% chất dinh dưỡng hay là còn gọi là 30% nucleotide hữu dụng cho cơ thể. Thì bằng cách mà chúng ta có thể tinh chế RNA và nucleotide thì chúng ta có thể loại bỏ cái sự liên kết đạm này mà không những giải phóng ra các nucleotide bị giới hạn nhất mà nó còn giúp cho nâng cao sự hấp thu qua đường ruột. Vậy thì kết luận là chúng ta có thể hoàn toàn lập một cái công thức thức ăn chăn nuôi với cái loại nucleotide có giá trị hữu dụng lên đến 95%, tùy vào cái loại nguyên liệu khác nhau mà có độ hấp thu nucleotide khác nhau. Thì các con đường chuyển hóa cũng như là tích trữ nucleotide thì ta thấy được là quá trình mà tích trữ nucleotide gồm có hai con đường chính, đó là quá trình tổng hợp mới và quá trình tái sinh tổng hợp. Thì quá trình tái sinh tổng hợp là nó đến từ là cái nucleotide trong cái nguồn thức ăn mình cung cấp vào. Thì khi mà quá trình tái sinh thì thức ăn cung cấp vào nó chỉ tỷ lệ giữ lại khoảng 2 đến 5% thì nó cung cấp cái nucleoside và cái base bulk ở trong cái tế bào. Thì thường á nó đến chuyển đổi thành hình pyrin và pyrimidine này dạng nucleotide. Thì con đường tổng hợp mới nó cũng cung cấp vào, tuy nhiên con đường tổng hợp mới này nó đòi hỏi tốn rất là nhiều năng lượng và enzyme. Thì trong cái nucleoside và cái base đó, thì ở cái góc độ mà ruột non đó, nó có mặt khoảng từ 20 đến 50%. Tiếp theo là mình tìm thấy những cái nucleoside ở trong cái gan hay là trong cơ. Thì quá trình sinh tổng hợp mới và tái tổng hợp nucleotide. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về quá trình sinh tổng hợp mới. Sinh tổng hợp mới này nó đòi hỏi rất là nhiều năng lượng và enzyme. Thì đầu tiên chúng ta thấy quá trình sinh tổng hợp mới thì chúng ta có được là để tổng hợp nên AMP và OMP. Thì đầu tiên nó là đòi hỏi phải có một cái quá trình tổng hợp cái nhân purin trong cái cơ thể và tạo thành AMP. Tạo thành AMP, AMP thì nó có khả năng chuyển đổi thành AMP và GMP. AMP thì tạo nên ATP. ATP đây là một cái loại chất mà có khả năng cung cấp năng lượng rất là tốt trong cái mô tế bào, giúp cho chúng ta có thể thực hiện quá trình chuyển hóa trong cơ thể.
Nếu mà AMP tổng hợp thành GMP thì tạo thành GPT. Đây là cái nhóm nhân Purin. Như chúng ta biết, nhân Purin thì nó có tới hai vòng đường, nên là cái tiêu tốn về quá trình chuyển hóa của nó khoảng tầm 11 bước, so với lại việc chỉ có 4 bước ở cái việc mà tổng hợp là CTP hay là UTP và cái nhóm pyrimidine. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận được rằng là để tổng hợp purine nó đòi hỏi nhiều năng lượng hơn và nhiều quy trình chuyển hóa hơn so với lại quá trình tổng hợp pyrimidine. Thì khi mà chúng ta bổ sung cái sản phẩm mà đến từ cái nhân purine nó là AMP thì chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng cũng như là enzyme trong quá trình chuyển hóa của cái quá trình sinh tổng hợp mới. Quá trình thứ hai đó là quá trình tái tổng hợp. Quá trình tái tổng hợp thì nó đến từ đâu? Quá trình tái tổng hợp là nucleotide đến từ cái nguồn thức ăn cung cấp vào cộng với lại cái nguồn tái tổng hợp axit nucleic mà nó được giải phóng ở trong máu hay là trong tế bào không qua quá trình hóa. Thì nếu mà không qua cái con đường tái tổng hợp thì lại tái tổng hợp thành nucleotide đi chuyển hóa cơ thể. Và nếu mà cái mật độ nucleotide trong cơ thể nó nhiều hơn thì quá trình mà bị phân hủy nucleotide nó sẽ diễn ra. Thì lúc đó nó có hai con đường, một là nó phân hủy thành purine thì nó sẽ giải phóng ra cái urine, hay là nó giải, nếu mà nó phân hủy ra cái gốc pyrimidine, cái nucleotide là pyrimidine đó, thì sẽ giải phóng ra ammoniac cộng với lại CO2 cộng với acetin của enzyme. Chúng ta thấy được quá trình mà sinh tổng hợp mới thì nó được kiểm soát bởi cái hàm lượng nucleotide. Bổ sung nucleotide bằng quá trình tái tổng hợp thì nó sẽ làm gián đoạn cái quá trình tổng hợp mới này. Nếu mà bổ sung nucleotide bằng con đường này, nó sẽ làm gián đoạn quá trình sinh tổng hợp mới này. Như vậy thì có khoảng 90% nhân purine được tổng hợp thông qua quá trình tái tổng hợp. Đây là có 90% purine được tổng hợp thay qua quá trình tái tổng hợp. Về sinh tổng hợp purine, để tổng hợp nên cái AMP thì cơ thể cần có thêm một cái là glutamine, glycine, đây là những axit amin, và cộng thêm 6 cái nguồn cung năng lượng ATP. Như vậy thì nếu mà so sánh với lại cái việc sinh tổng hợp purine và tổng hợp pyrimidine thì sinh tổng hợp purine nhiều hơn do tốn nhiều ATP hơn. Ở đây là 6 ATP so với lại 4 ATP để tổng hợp pyrimidine. Thì để tổng hợp với nhân purine thì cơ thể cần phải thêm ATP. Đây chúng ta thấy để tổng hợp cái nhân purine ở đây thì chúng ta phải bổ sung thêm ATP, trong khi ở đây chúng ta không thấy có cái nhu cầu ATP để chuyển đổi từ AMP sang GMP. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái tầm quan trọng của nucleotide nhân purine. Thì cái dạng nucleotide nhân purine này gồm có là AMP hay còn gọi là disodium 5 inosinase, GMP là disodium 5 granulase. Vậy thì AMP có thể tổng hợp nên AMP, đây là quá trình tổng hợp nên ATP. Nucleotide nhân purine đó là thành phần chính để tổng hợp nên DNA. Nucleotide phân thành hai nhóm, nhóm purine và nhóm pyrimidine tùy theo cái cấu trúc phân tử. Trong đó nucleotide nhân purine thì có cấu trúc hoàn chỉnh và cần phải nhiều năng lượng hơn và cần thiết cho quá trình sản xuất trong cơ thể. Việc mà cung cấp nucleotide nhân purine thì rất cần thiết cho các giai đoạn, ví dụ như là giúp cho nó thúc đẩy quá trình phân chia tế bào ở giai đoạn thu non và giai đoạn tăng trưởng, thúc đẩy quá trình phát triển của tế bào niêm mạc ruột trong giai đoạn thu non. Thứ ba đó là tăng năng lượng tế bào miễn dịch, tăng cái lượng tế bào miễn dịch lên tạm thời khi có sự xâm nhập vi khuẩn hoặc là virus từ bên ngoài. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao nucleotide lại là chất dinh dưỡng bán thiết yếu? Nucleotide thì có nhiều trong trứng gà và sữa, là nguồn bổ sung nucleotide khả dụng cho thú non. Nó bù đắp lại lượng nucleotide thiếu hụt do quá trình tổng hợp để phát triển niêm mạc ruột hay là hệ thống miễn dịch. Thì tổng hợp nucleotide cần tiêu tốn nhiều vật chất hơn và năng lượng hơn. Trong khi đó, có một số tế bào thì là bị hạn chế, ví dụ như quá trình phục hồi tế bào bị tổn thương thì thường thiếu năng lượng.
ADN và ARN trong các khẩu phần ăn hàng ngày là phân tử ổn định, khó được tiêu hóa, nhất là đối với lại thú non khi hệ thống tiêu hóa còn chưa phát triển hoàn toàn. Về tác dụng của nucleotide, đầu tiên đó là một cái vật chất duy trì, có tác dụng sinh lý trong quá trình sao chép tế bào và tổng hợp nên ARN. Thứ hai nữa, nucleotide là phân tử quan trọng trong cái hệ thống năng lượng tế bào và tổng hợp enzyme nội sinh, là cung cấp năng lượng, là ví dụ cung cấp ATP, NAD, FMN, FAD và cái tổng hợp enzyme nội sinh coenzyme A. Thứ ba nữa là chất truyền tin thứ cấp AMP và GMP. Thứ tư nữa đây là chất điện trung gian hoạt tính glucose UDP. Về chức năng của nucleotide, chúng thấy đầu tiên khi nói đến nucleotide, chúng ta thường đề cập đến chức năng miễn dịch, tăng cường cái phản ứng của kháng thể và tăng cường hoạt tính của tế bào NK. Thứ hai nữa là duy trì cái trạng thái và chức năng của ruột và gan, thúc đẩy cái nhung mao đường ruột phát triển. Nucleotide giúp cho cái độ dài vi nhung mao và mật độ vi nhung mao đường ruột phát triển tốt hơn, kích thích enzyme tiêu hóa, ví dụ như enzyme chepsin hay là pepsin, giúp cho hỗ trợ tổng hợp nên nucleotide đường ruột và mùi vị, hấp thụ và trao đổi chất, tăng cường cái mùi vị cho chất tạo mùi, tạo hấp thụ sắt. Đây là một trong những cái thành phần quan trọng ở trong hemoglobin, giúp cho cơ hay là vân thịt nó đỏ lên, giúp cho con vật nuôi chúng ta sản xuất ra thì thường nó có thịt đỏ hơn với trong thịt con cá hay là trong cái con heo con gà, thịt nó thường hồng hào hơn, giúp cho trao đổi chất chất béo. Như vậy thì trường hợp nào chúng ta cần phải sử dụng nucleotide? Về ứng dụng chính thì đối với lại thú non thì hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch đang phát triển chưa hoàn thiện nên không thể hấp thu đủ lượng nucleotide cho qua thức ăn. Những cái khẩu phần mà chúng ta sử dụng đạm thực vật nhiều thì là chúng đa phần chúng ta sử dụng nguyên liệu thực vật nên khẩu phần có hàm lượng nucleotide thấp, do đó nó khó tiêu hóa và khó sử dụng. Giai đoạn đầu đời của tôm cá thì tỷ lệ tăng sinh tế bào rất là nhanh trong giai đoạn đầu đời của tôm cá so với các loài động vật khác. Những cái trường hợp mà thiếu nucleotide có điều kiện, ví dụ như động vật sinh sản. Động vật sinh sản thì kích thích phát triển tuyến sinh dục của động vật làm giống. Thì những con vật nó bị bệnh đường ruột thì nó thúc đẩy đổi mới tế bào đường ruột. Hay là sốc do miễn dịch. Đây là liên quan tới chích vaccine, chích cá, chích gà, chích heo. Thường là nó sẽ tạo ra miễn dịch thì nó có một cái quá trình sốc miễn dịch. Các loại tế bào của hệ miễn dịch tăng sinh quá nhanh trong quá trình vaccine thì cần cũng phải bổ sung nucleotide. Sốc do môi trường nuôi, khi mà môi trường nuôi thay đổi thì con vật nó bị stress, nó sẽ cần cái việc mà cung cấp nucleotide để đáp ứng cho cơ thể. Thì chúng ta nói đến cơ chế tiêu hóa và hấp thu đạm. Trước đây ai cũng nói rằng là bột cá nó có một cái điều gì đó nó kỳ diệu, hay còn gọi là cái X factor. Nếu mà không có sử dụng bột cá trong thức ăn chăn nuôi thì cái con vật nuôi của chúng ta cái tính thèm ăn nó giảm, hay là tốc độ tăng trưởng nó kém, mà chúng ta không giải thích được. Tuy nhiên, thông qua cái nghiên cứu vào năm 2012 thì ông Chi Suko San ở bên Nhật, ông có nghiên cứu về cái cơ chế tiêu hóa và hấp thu đạm. Thì ở trong cái con vật đó, thì khi mà nó ăn thức ăn vào, ở đây thì khi mà thức ăn vào đây thì nó nhận diện acetamin, thì cái ở trong dạ dày thì nó sẽ kích thích lên cái thụ thể là T1R1 và T1R3 trong cái nội bào, thì thụ thể này giúp nhận diện acetamin. Thụ thể T1R1, T1R3 nó giúp cho nhận diện acetamin. Và khi có AMP, AMP là thành phần chính ở trong cái bột cá mà chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều so với lại đạm thực vật, thì hàm lượng AMP thấp.
Vậy thì AMP và GMP nó kích hoạt lên cái thụ thể TMR1 và TMR3 giúp cho nhận diện được acetamin. Thì bằng cách là nó tác động lên việc mà sản sinh tiết ra là cholecystokin ở trong cái nội bào. Thì khi mà có cái cholecystokin thì nó sẽ giúp phóng thích ra protease, giúp cho nó hấp thu được protein tốt hơn, dẫn đến tăng trọng tốt hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là những cái nguồn nguyên liệu nào có dồi dào AMP hay là GMP thì giúp cho con vật nuôi nó hấp thu protein tốt hơn, dẫn đến tăng trọng nó cao hơn. Nếu mà chúng ta bổ sung cái nucleotide có nhân purine bao gồm AMP và GMP. Như đã đề cập ở trên thì cái hàm lượng axit nucleic đó, nó thường thiếu hụt ở các loại nguyên liệu thay thế. Chúng ta thấy được rằng là ở đây là nguyên liệu có thực vật nè, động vật nè. Thì khi mà những cái nguồn nguyên liệu thực vật ở đây thấy được là trong, ví dụ như là trong cái khô đậu tương đi, hàm lượng AMP rất là thấp, chỉ có chiếm 5,3% so với lại tổng số. Ngược lại, chúng ta thấy ở cái bột cá thì hàm lượng AMP là nó chiếm khoảng 46,7%. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, nếu mà thay thế bột cá bằng khô đậu tương thì hầu như chúng ta lại thiếu một AMP ở trong cái thức ăn của mình, dẫn đến nó không nhận diện được cái histamine cũng như là giúp cho tiết ra protease để tăng cường hấp thu đạm, dẫn đến nó tăng trọng. Khi chúng ta thay thế những cái loại nguyên liệu thực vật thì thường là nó thiếu AMP trong cái tế bào cũng như là thiếu AMP trong cái thức ăn chúng ta đưa vào. Thì chúng ta biết được là nucleotide và cái độ tiêu hóa đạm nó có liên quan với nhau. AMP và GMP trong thức ăn thì giúp tăng cường các hoạt tính enzyme protease trong đường ruột. Ở đây chúng ta thấy ví dụ đối với lại chất trypsin nè, thì chúng ta khảo nghiệm qua là hoạt tính enzyme thì ở cái hàm lượng bổ sung là 0,1% AMP trong thức ăn thì chúng ta thấy được là cái hoạt tính enzyme trypsin là cao nhất. Tương tự như vậy, hoạt tính pepsin của AMP khoảng là 0,1 và cũng là cao nhất. Như vậy thì khi mà bổ sung AMP và GMP vào trong khẩu phần thì nó giúp cho kích thích được cái hoạt tính protease hoạt động, và đặc biệt là cái hoạt tính enzyme trypsin và pepsin nó sẽ được tăng cường tốt hơn. Nucleotide nó giúp thúc đẩy cái hệ miễn dịch phát triển. Thì chúng ta thấy được là ở đây là cái vi khuẩn nè. Ví dụ vi khuẩn này nó mới xâm nhập vào cái lớp thượng bì và dẫn đến cái tế bào miễn dịch macrophage này nó nhận diện đi. Thì nếu mà sự xâm nhập được xác nhận thì tế bào miễn dịch nó sẽ tăng lên, những cái tế bào này nó tăng lên, ví dụ nên tế bào này và những cái tế bào lympho nó cũng tăng lên. Thì lúc đó thì nó thể hiện qua cái nhu cầu nó có việc tăng axit nucleic. Khi axit nucleic được ăn vào thì nó sẽ giúp cho hấp thụ được trong tế bào đường ruột, không chỉ góp phần là phát triển tế bào đường ruột mà nó còn giúp cho tăng những cái tế bào miễn dịch này lên. Nucleotide giúp cho việc phát triển đường ruột của động vật thủy sản tốt hơn. Ví dụ như chúng ta thấy được là ở đây là cái mẫu A là cái mẫu không có sử dụng nucleotide. Mẫu B là mẫu có sử dụng nucleotide. Chúng ta thấy ở đây là những cái khe ruột, những khe ruột ruột GNL. Đây là khe ruột. Hay là nếp gấp khe ruột IF đây. Chúng ta thấy được IF đây, những cái nếp gấp khe ruột của cái mẫu mà thức ăn bổ sung cho thức ăn thủy sản mà có nucleotide vào thì thấy là nếp gấp nhiều hơn, rồi nhánh ruột cũng nhiều hơn, nhánh ruột ở đây cũng nhiều hơn so với ở đây. Thì khi bổ sung nucleotide giúp cho nó có nhiều nếp gấp ruột nhiều hơn và nhánh ruột cũng nhiều hơn, như vậy thì nó tăng cái diện tích hấp thu chất dinh dưỡng ở trong đường ruột của con vật nuôi của mình, đặc biệt là con cá hay con tôm. Nucleotide có tác động lên sinh trưởng của tôm, ví dụ như lấy đây một cái khảo nghiệm về tôm sú
nuôi tại ao và có phần, khẩu phần sử dụng nucleotide là mẫu đối chứng là không có nucleotide và mẫu có sử dụng 0,2% nucleotide. Chúng ta thấy được là tiêu tốn thức ăn nó giảm đi, sản lượng tăng lên, hệ số FCR giảm đi, tỷ lệ chuyển hóa đạm tốt hơn, tỷ lệ sống cao hơn và tỷ lệ chết thấp hơn so với lại mẫu đối chứng. Hầu như nếu mà chúng ta bổ sung nucleotide khoảng 0,2% vào trong tôm thì chúng ta thu được có nhiều kết quả tốt, ví dụ tiêu tốn thức ăn thì nó ít hơn, hệ số chuyển hóa FCR thấp hơn, chuyển hóa đạm tốt hơn, tỷ lệ sống cao hơn và tỷ lệ chết thấp hơn. Nucleotide đặc biệt có cái vai trò dẫn dụ trong cái thức ăn thủy sản, như chúng ta nói là khi mà những cái khẩu phần thức ăn mà có tỷ lệ bột cá cao thì nó có dẫn dụ tốt. Thì như vậy tại sao? Như vậy thì ở trong bột cá có chứa nhiều AMP, nó có tác động tương tự và hỗ trợ các loại axit amin. Thì khi nó tác động đến cái tế bào T1, R1 và T1, R3, đây là những cái cụ thể mà trên vị giác của con vật. Các cấu tạo ở đây là một cái khe VTF này. Thì khi mà cái glutamate này, MSG là monosodium glutamate hay là monosodium glutamate, nó gắn vào tầng đáy cấu tạo này thì kết hợp với lại năm nucleotide hay còn gọi là AMP vào trên cái khe hở này á, thì nó khiến cho cái cấu trúc VTF này nó bền vững hơn. Và cơ chế gắn đặc biệt này nó cũng giống như là khi tác dụng là về thụ thể T1R khác. Thì điều thú vị là ở đây là tất cả các thụ thể T1R ở động vật có xương sống đều được thể hiện, và đặc biệt là ở loài cá. Thì khi mà có thụ thể này nó gắn vào và bổ sung thêm AMP vào để cái thụ thể vị giác mạnh nhận diện ra, thì nó giúp cho cái con vật nuôi nó bị kích thích thèm ăn hơn và nó dẫn dụ tốt hơn. Ở đây chúng ta lấy một cái thí nghiệm trên con cá chẽm mà ở cái khẩu phần chúng ta có thay thế bột cá bằng khô đậu nành. Thì chúng ta thay thế ở tỷ lệ là 0%, 2%, 20%, 40% và 60%. Thế mà càng tăng cái tỷ lệ khô đậu nành lên thì chúng ta thấy được là cái lượng ăn vào nó càng giảm. Thì khi mà thay thế bột cá bằng khô đậu nành thì lượng thức ăn vào của cá trẻ bị giảm đáng kể, ở cho tới là thay thế bằng 60% bột cá bằng khô đậu nành. Tuy nhiên, khi chúng ta bổ sung AMP rồi khảo nghiệm betaine cộng với lại acetamin trong cái thí nghiệm này, chúng ta thấy được là khi bổ sung AMP vào thì là cũng tương ứng với lại cái tỷ lệ chọn khô đậu nành là 60%, nhưng mà AMP bổ sung vào trong thức ăn thì lượng thức ăn của con cá chẽm ăn vào nó trở lại bình thường. Trong khi đó betaine cộng với lại acetamin đi, betaine nè, acetamin, chúng ta không có thấy giúp cải thiện được lượng thức ăn vào của cá chẽm. Vậy thì nếu mà chúng ta thay thế bột cá bằng khô đậu nành thì chúng ta nên bổ sung AMP để cải thiện cái tính ngon miệng trên con cá. Thì chúng ta có một cái khảo nghiệm về đánh giá hiệu quả của cái khẩu phần nucleotide bổ sung lên cái tăng trọng, rồi hiệu quả thức ăn và đáp ứng miễn dịch trên con cá rô phi. Thì thử nghiệm này ở bên Jeju, Hàn Quốc, nuôi cá rô phi và bố trí thí nghiệm là tỷ lệ trộn là mẫu là không có trộn AMP và trộn tỷ lệ 0,025%, 0,05 và 0,1% AMP, nuôi trong vòng 13 tuần. Chúng ta theo dõi các chỉ số với thành tích, ví dụ như là tăng trọng, số chuyển hóa thức ăn, tiêu thụ đạm, tỷ lệ chết, đáp ứng miễn dịch thụ động, hay là phân tích tỷ lệ chết. Thì cuối cùng chúng ta thu được kết quả là ở đây cái trọng lượng cuối cùng ở cái tỷ lệ chọn là khoảng 0,05% bổ sung AMP, thì cho cái trọng lượng cuối cùng là cao nhất, trọng lượng cơ thể tăng lên khoảng 112% so với lại khẩu phần đối chứng. Còn cái tỷ lệ chọn ở 0,05% AMP thì cái hệ số chuyển hóa thức ăn nó cũng thấp nhất, hệ số chuyển hóa thức ăn FCR là giảm được 7% ở cái khẩu phần là 0,05% AMP. Như vậy chúng ta bổ sung khoảng nửa ký AMP cho tới 1 ký AMP trên 1 tấn thức ăn gia súc thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta cải thiện được cái cơ thể nó tăng lên, trọng lượng
và cái hệ số chuyển hóa thức ăn nó giảm đi. Thì chúng ta bổ sung AMP lên tăng trọng và tỷ lệ chết ở các con và đánh giá cái tỷ lệ chết ở các con tilapia, thì chúng thấy được là nếu mà bổ sung ở đây là bổ sung 1 kg trên các con, thì chúng ta bổ sung 1 kg AMP tỷ lệ chọn là 0,1%, thì cái trọng lượng cuối là cao nhất. Là chúng ta bổ sung khoảng 1 kg AMP thì tỷ lệ chết của nó được thay đổi và nó có một cái xu hướng là giảm đi tỷ lệ chết. Thì AMP nó thúc đẩy cái tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn và đáp ứng miễn dịch. Cái liều tối ưu mà sử dụng AMP cho cá điêu hồng ở giai đoạn các con này là khoảng 1 kg một tấn. Chúng ta thử nghiệm cái AMP gen cá bơn, đây là con cá mà thường ở bên Hàn Quốc người ta thường hay là làm sashimi, để đánh giá tác động của việc bổ sung AMP trong quá trình tăng trưởng rồi tác động lên miễn dịch tự nhiên và đề kháng trên cá. Hiện tại cũng bổ sung AMP là 0,1% và 0,2% và một mẫu đối chứng là không có bổ sung, nuôi trong vòng 14 tuần để chúng ta đánh giá. Thì kết quả là tăng trọng là nếu mà chúng ta bổ sung khoảng là 1 kg AMP cho 1 tấn thức ăn thủy sản, hiện tại cải thiện được tăng trọng 10%. Và khi mà chúng ta thử thách cái con cá bơn này bằng một cái thử nghiệm con vi khuẩn nó tác động vào, đó là cái con Streptococcus initiae, thì chúng ta thấy được là khi mà bổ sung AMP khoảng 1 kg trên 1 tấn thì cái tỷ lệ sống nó tăng lên khoảng 87%. Vậy thì chúng ta bổ sung khoảng 1 kg 1 tấn AMP trong con cá bơn thì giúp cho tăng trọng tăng lên khoảng 10% và tỷ lệ sống nó tăng lên khoảng 87% so với lại cái việc mà không bổ sung AMP. Kết luận lại thì tác dụng của AMP trên thủy sản đối với lại con cá đó là nó kích thích sự phát triển hệ miễn dịch, cải thiện được sức khỏe đường ruột, tăng sức kháng bệnh, tăng độ đồng đều của con cá, giảm đi tỷ lệ chết và cải thiện được hệ miễn dịch. Đối với loại tôm là nó giúp tăng sức đề kháng, kích thích phát triển hệ thống miễn dịch, tăng độ đồng đều của tôm, cải thiện tính năng sinh trưởng cũng như là nâng cao sản lượng con tôm nuôi ra. Thì phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì để tiện cho những cái việc theo dõi tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube LB Quốc để có thêm thông tin bổ ích, và chúng ta hãy nhấn vào cái biểu tượng hình chuông và cái hình chuông nó lên để mỗi khi mà kênh có đăng những cái bài trình bày mới thì nó sẽ gửi thông báo đến các bạn. Xin chân thành cảm ơn.